xin thưa tán Thủy. Thủy ơi, em có nóng không? Nhà anh đang mát mà không ai nằm. Mời em sang, chúng mình xăm. Nếu mà em thích anh nằm lên em. Anh không muốn làm người lăng nhăng, bởi vì lúc nào anh cũng muốn sống chung Thủy. Wow. Anh không thích Bình Minh, vì anh thích Thủy Triều. Yêu Thủy anh chẳng được gì, mất tiền mất bạc mất quyền tự do. Yêu Thủy anh ốm như cò, Thủy ăn Thủy mập như bò Hà Lan. What? Đường anh đi mây mù răng lối, Thủy ở nhà giao phối với người ta. Thấy Thủy đứng cạnh chuồng khỉ, nhìn Thủy giống khỉ thế là yêu. Thủy ơi anh bảo Thủy này, Thủy ra ngoài ruộng Thủy cày với trâu. Vì anh chẳng thích Thủy đâu, bởi anh yêu Hạnh từ lâu lắm rồi. Bắt đầu. Gặp Thủy đôi mắt anh mờ, Thủy cho anh hỏi mấy giờ ăn cơm. Gần Thủy như lửa gần cơm, anh hỏi lần nữa ăn cơm mấy giờ. Nhà anh có cái bàn thờ, đèn nhang đầy đủ chỉ chờ Thủy lên. Nhà Thủy ở cạnh bờ sông, chiều nay đi tắm Thủy không mặc gì. Người Thủy ít mỡ nhiều bì, thế nên đi tắm chỉ kỳ mỗi mông. Hả? Giới trẻ bây giờ làm sao có thể biết quả này từng hot như thế nào? Ngày xưa còn định ăn cái này. Ăn được mà, hồi còn sống tôi ăn suốt. Quả dâu nước nhé ăn rất ngọt, ai không tin cứ ăn thử. Chết hay sống thì hên xui ạ. Không từng ăn cái này thì không có tuổi thơ dữ dội. Quả trứng gái chứ gì, lại bảo sai đi. Lúc còn nghèo thằng bạn tao hay ăn quả này lắm, bây giờ thì nó giàu rồi. Tháng nào tao với gia đình nó cũng manh cho nó cả mấy trăm triệu theo dạng đốt. What the hell? Quả này ăn vào hơi bùi bùi. Món nước luộc này các bạn trẻ bây giờ cũng làm sao mà chế biến ngon như trước được. Quả này vị chua chua nhai một phát những hạt nhỏ vỡ chảy ra những giọt nước đỏ. Nói chung các bạn nên ăn một lần trong đời. Nói nghiêm túc đỡ mùa đâu. Tao đang tưởng tượng viễn cảnh một đứa nhóc đọc được bài này và nó về quê tìm ăn thật. Mẹ nó, tao còn nhầm với loại quả này cơ. Ai không biết lại bảo trứng ốc biêu vàng cho xem. Quá chuẩn luôn. Quả này gọi là quả hường nhé. Ăn giòn giòn, ngọt ngọt. Hồi còn sống tao hay ăn lắm. Ngày trước còn bé, đi chơi thấy ở bờ ao có cái này nhìn ngon vãi lều, thế là cúi xuống bốc nút vào mồm nhai. Đây là con bọ nha mọi người, nó có hàng chục hàng trăm cái mắt trên khắp cơ thể. Con này sống bám trên cành và lá cây ở trong rừng. Tuy nhiên con này đem phơi khô và sắc lấy nước uống thì ngon tuyệt cú mèo luôn. Trứng ốc biêu vàng hồi bé tưởng quả dâu tằm, ngắt nút ăn sau đó mặt nhăn nhó khạc nhổ. Dạo này lên mạng kiểu Sơn Tùng cũng đi rút tiền như người thường, Ronaldo cũng uống nước lọc như người thường, Neymar cũng nghe nhạc như người thường, Lisa cũng dùng Facebook như người thường. Trần Đức Bo bất ngờ tuyên bố mình là trai thẳng, chỉ giả gái cho vui thế thôi chứ đến năm 30 tuổi là lấy vợ. Vào năm 1869, có 3 người đàn ông quyết định đi vào rừng và họ đã thấy rất nhiều cây. Không biết họ có đi ỉa không nhở, thắc mắc lớn quá. Trâm Anh, Vàng Anh cũng bị đụ như bình thường. Đến hôm nay mới biết mình thở bằng mũi anh em ạ. À đầu. Sơn Tùng cũng có dâu như người thường.
nếu thể tin được họ cũng đánh giấm mọi người ơi. Khoảnh khắc anh chàng này được bước vào bờ, tôi biết sẽ có rất nhiều anh em chính thức vào bờ. Thà chảy nước miếng chứ không để chảy nước mắt. Xuất hiện ứng cử viên nặng ký tranh chức trưởng quỹ tín dụng nhân dân xã với anh Bảy. Yên tâm, anh sẽ mang sổ đỏ về cho các chú. Nhà tôi ba đời lấy lại xe máy và sổ đỏ cho tất cả anh em. Trời nhớ chưa? Làm gì có cơ hội vào bờ khi anh đã đứng ở đây rồi. Bỗng dưng mất tiền vì Ronaldo, Coca-Cola chọn một gương mặt đại diện mới cực uy tín. Huấn luyện viên Jack Sow đã bật nắp chai Coca-Cola và tu ứng ứng trước toàn thể máy quay. Nước đi quá là sai lầm, uống nước lọc thì đẹp trai, uống Coca thì béo. Nhìn phát biết ngay dân thành phố làm màu chứ dân đi cấy chả ai mà để bùn bay lên tới đầu cả. Cũng chả dân cấy nào quay TikTok cả. Cũng chả ai đi cấy mà đánh son cả. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cũng chả ai đi cấy mang áo dú cả. Tóm lại bạn có trả nợ cho mình không? Tiền đâu mà trả, tháng sau tôi trả bạn nhé. Được rồi, để giúp bạn mình sẽ đi nói với mọi người. Cứ tự nhiên bạn ơi, tôi nợ lần tứ tung nhiều người lắm. Mình sẽ nói, bạn đã trả nợ cho mình rồi và còn rất đúng hẹn. What? Ấy bạn ơi, từ từ đã. Muộn rồi. Đáp án câu hỏi IQ là 496. Chúc mừng bạn anh Tú Nguyễn đã có câu trả lời đúng, chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau: Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Minh Hoàng Bùi, Thắng Tết, Hải Đăng Nguyễn, Cước Sông Cà Di Dê, Quỳnh Nguyễn, Phúc Mai, Lucky Gaming TV, Bao Ly Thai, Khang Anh cũng có câu trả lời đúng nhé. Thật tiếc cho bạn Duyên Ami lại xếp thứ 11. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.